Kính chào quý vị khán giả. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự trưa thứ ba, ngày 6 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Trong chương trình thời sự trưa hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị một số nội dung đáng chú ý sau đây, cùng chi tiết. Thưa quý vị khán giả, hôm qua, đồng chí Đinh Quang Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc tại xã Thanh Thịnh, huyện Trợ Mới để kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 của địa phương này. Thời điểm hiện tại, xã Thanh Thịnh đã đạt 10 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Các tiêu chí chưa đạt gồm tiêu chí số 1 quy hoạch, tiêu chí số 2 về giao thông, tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí số 7 về cơ sở tầng thương mại nông thôn, tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông, tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí số 13 tổ chức sản xuất và tiêu chí 19 về quốc phòng an ninh. Những tiêu chí xã Thanh Thịnh chưa đạt đa phần là những tiêu chí khó, cần nhiều nguồn lực hỗ trợ của nhà nước. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Mới và Ủy ban Nhân dân xã Thanh Thịnh đã cùng thảo luận, phân tích sâu đối với 9 tiêu chí mà xã này chưa đạt, đồng thời cùng đưa ra những giải pháp để hoàn thành tiêu chí thời gian tới. Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị xã Thanh Thịnh tiếp tục xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và thực hiện để đạt đối với 9 tiêu chí còn lại chưa đạt, huy động sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp và xã hội để có thêm nguồn lực đóng góp trong xây dựng các tiêu chí về giao thông, nhà ở, cơ sở tầng thương mại nông thôn, vận động người dân vươn lên thoát nghèo để đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đưa xã về đích cuối năm 2021. Đồng chí Đinh Quang Tuyên cũng đề nghị các sở ngành liên quan của tỉnh tiếp tục phối hợp hướng dẫn, trực tiếp tham gia hỗ trợ xã Thanh Thịnh để hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới đề ra trong năm 2021, cũng là góp phần hoàn thành các chỉ tiêu theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. Vụ xuân vừa qua, tổng sản lượng lương thực có hạt của huyện Bạch Thông đã vượt kế hoạch đề ra, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2020. Tổng sản lượng lương thực có hạt của huyện Bạch Thông vụ xuân đạt hơn 10.300 tấn, so với kế hoạch đề ra là hơn 10.100 tấn, vượt kế hoạch 200 tấn. Trong đó, sản lượng lúa xuân đạt hơn 7.300 tấn, sản lượng ngô đạt gần 3.000 tấn, một số cây trồng khác cũng cơ bản đạt được kế hoạch. Vụ xuân năm 2021 vừa qua, tình hình sâu bệnh hại cây trồng tuy xuất hiện nhưng mật độ gây hại nhẹ không đáng kể. Cơ quan chuyên môn huyện đã đi kiểm tra, dự báo và định kỳ ban hành thông báo hướng dẫn bà con thực hiện các biện pháp phòng trừ, do đó đảm bảo được năng suất, sản lượng lương thực đạt và vượt kế hoạch. Vụ mùa năm nay, thành phố Bắc Cạn sẽ cấy khoảng 350 hectare lúa. Tính đến thời điểm này, người dân đã làm đất được khoảng gần 230 hectare, mạ đã gieo đủ cho diện tích trồng lúa theo kế hoạch. Vụ này, bà con nông dân gieo cấy chủ yếu các giống lúa bao thai, hương thơm số 1, nếp 97, khẩu nô lếch, sản ưu 63, nhị ưu 838. Sử dụng các giống ngô lai có tiềm năng năng suất như NK4300, CP511, Biosit 9698, CP3Q, AG59, HN88 hoặc các giống biến đổi gen có khả năng kháng sâu đục thân và sâu keo mùa thu. Để sản xuất vụ mùa đạt hiệu quả, ngành chuyên môn khuyến cáo bà con nên lựa chọn giống ở những cửa hàng cung ứng chất lượng có uy tín trên địa bàn. Hiện nay đã kết thúc khung thời vụ trồng rừng, song lượng cây giống chưa xuất bán được tại các vườn ươm trên địa bàn tỉnh vẫn còn khoảng 5 triệu cây. Toàn tỉnh hiện có gần 90 vườn ươm cây giống trồng rừng với khả năng sản xuất từ 9 đến 26 triệu cây một năm, trong đó chủ yếu là mỡ, thông, lát, sám ghép, keo tài tượng, tông dù, hồi, quế, bồ đề, xoan ta. Từ đầu năm đến nay, các vườn ươm trong tỉnh đã cung cấp ra thị trường khoảng trên 10 triệu cây giống phục vụ cho vụ trồng rừng năm 2021. Tuy nhiên, hiện tại lượng cây tồn đọng ở một số vườn ươm vẫn còn chiếm từ 20 đến 30%. Nguyên nhân là do chưa nắm được kế hoạch trồng rừng của tỉnh, nên một số cơ sở sản xuất cây giống lâm nghiệp gieo ươm với số lượng lớn khiến cung vượt cầu. Một số hộ dân mua giống cây từ các tỉnh ngoài với giá bán thấp cũng làm cho các vườn ươm trong tỉnh khó khăn trong việc tìm kiếm đầu ra. Thưa quý vị khán giả, những năm gần đây, gỗ rừng trồng trên địa bàn huyện Bắc Nạm đến tuổi khai thác ngày càng tăng, nên số lượng các cơ sở chế biến gỗ trên cũng phát triển, giúp tiêu thụ sản phẩm, tạo việc làm và đóng góp vào sự phát triển kinh tế của địa phương. Tuy nhiên, sự phát triển sản xuất kiểu tự phát này cũng đòi hỏi ngành chức năng phải triển khai biện pháp quản lý phù hợp. Phản ánh của phóng viên thời sự. Cơ sở chế biến gỗ Trường Giang được thành lập năm 2018. Sản phẩm chính của cơ sở là ván ép, ván bóc. Chính vì thế, yêu cầu về nguồn gốc lâm sản được đơn vị thu mua đặt lên hàng đầu. Chúng tôi ở đây thì chắc tiêu thụ 10% đến 15% sản lượng của xã sản xuất, trong khu vực xã sản xuất ra thôi. Theo cái văn bản của Sở Nông nghiệp đưa ra thì chúng tôi thực hiện nghiêm là không mua gỗ mọc xem ở trong cơ sở sản xuất nữa, chủ yếu tập trung về gỗ rừng trồng.
Huyện Bắc Nẵm có trên 10 cơ sở đăng ký hoạt động trong lĩnh vực sơ chế, chế biến lâm sản, trong đó có 2 cơ sở sơ chế chế biến gỗ rừng trồng, còn lại là sản xuất đồ mộc dân dụng. Hiện diện tích rừng trồng sản xuất trên địa bàn huyện Bắc Nẵm là hơn 19.000 ha. Để quản lý chặt chẽ hoạt động của các cơ sở chế biến lâm sản, Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Nẵm đã phối hợp với các địa phương tăng cường hoạt động giám sát để quản lý, đưa các cơ sở chế biến vào hoạt động phù hợp, đúng quy định, đặc biệt thực hiện công văn 731 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Cạn. Hạt Kiểm lâm huyện đã tăng cường kiểm tra đột xuất tình hình cấp phép, nhập gỗ về chế biến tại xưởng theo đúng quy định, tránh tình trạng lợi dụng chế biến gỗ tự nhiên. Thì hàng tháng thì vẫn tiến hành kiểm tra ở tại các cơ sở và chốt sổ xem đầu nhập vào bao nhiêu và là xuất đi bao nhiêu. Cái gỗ khai thác ngoài để vận chuyển đi ra ấy thì vẫn kiểm tra thường xuyên cho cán bộ kiểm lâm địa bàn hướng dẫn và kiểm tra, phải lập bảng kê trong khâu vận chuyển. Nhờ quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động của các cơ sở chế biến lâm sản, nên trên địa bàn huyện Bắc Nẵm không có điểm nóng vi phạm lâm luật. Hiện Hạt Kiểm lâm huyện tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở chế biến gỗ phát triển, góp phần giải quyết việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Thực hiện dự án ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cải tạo và phát triển vùng sản xuất chè hàng hóa tại tỉnh Bắc Cạn, từ tháng 3 năm 2019, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể đã triển khai thâm canh cải tạo 10 ha chè và trồng mới 7 ha giống chè mới Kim Tuyên VH8 theo hướng Việt Gáp. Sau hơn 2 năm thực hiện, những diện tích chè trên đã đem lại hiệu quả cao hơn so với cách trồng truyền thống của người dân. Hiện nay, những diện tích trồng mới đang bước vào giai đoạn kiến thiết cơ bản và bước đầu cho sản phẩm chất lượng tốt. Đối với diện tích cải tạo thâm canh đã tăng đáng kể về chất lượng và sản lượng. Cụ thể, nếu như trước đây người dân canh tác theo phương pháp truyền thống không cắt tỉa để chè phát triển tự nhiên dẫn đến năng suất không cao, thì nay được hướng dẫn khoa học kỹ thuật từ khâu trồng, chăm sóc, bón phân, cắt tỉa, tạo tán nên năng suất chất lượng tăng từ 5 đến 6 lần. Thực hiện hái tỉa, ít nhất mỗi tháng người dân thu hái chè được 2 lần. Với diện tích chè chăm sóc tốt thì có thể thu hái 3 lần một tháng. Một năm bình quân được thu chè trong khoảng 11 tháng. Đối với diện tích mới, người dân có thu nhập 6 triệu đồng một tháng, trong đó hai giống chè mới là Kim Tuyên và VH8 được đánh giá cao về năng suất, chất lượng. Được biết, xã Mỹ Phương hiện có diện tích chè lớn nhất huyện Ba Bể với khoảng 400 ha. Vì vậy, việc thực hiện cải tạo, thâm canh và trồng mới theo hướng Việt Gáp, hữu cơ đã giúp các hộ trồng chè tiếp cận với kỹ thuật canh tác mới, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế và khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh của cây chè địa phương. Hội khuyến học huyện Ngân Sơn vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ tư, nhiệm kỳ 2021-2026. Hiện nay, 10 trên 10 xã thị trấn của huyện Ngân Sơn có hội khuyến học cơ sở và trung tâm học tập cộng đồng. Toàn huyện có hơn 200 chi hội và ban khuyến học, 200 đơn vị học tập, cộng đồng học tập, dòng họ học tập và 7.400 gia đình học tập. Từ năm 2016 đến nay, quỹ khuyến học của huyện đã vận động được gần 200 triệu đồng, đã khen thưởng và trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học sinh và giáo viên đạt thành tích cao trong các kỳ thi. Trong 5 năm qua, toàn huyện có gần 50 tập thể, 70 cá nhân, trên 600 giáo viên, học sinh và gần 30 gia đình, dòng họ, đơn vị học tập tiêu biểu được Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội khuyến học tỉnh biểu dương khen thưởng. Đại hội đại biểu Hội khuyến học huyện Ngân Sơn đã bầu ban chấp hành khóa 4, nhiệm kỳ 2021-2026, gồm 17 người. Huyện đoàn Chợ Mới vừa tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021 tại xã Yên Cử. Tại lễ ra quân, các đoàn viên thanh niên đã tiến hành đổ đất san lấp mặt bằng đường thôn Thái Lạo với chiều dài 3 km, tặng các suất quà cho học sinh có thành tích cao trong học tập và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện hè trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Ban thường vụ huyện đoàn đề nghị các cấp bộ đoàn tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức triển khai chiến dịch, vận dụng linh hoạt với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị để tổ chức các hoạt động. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi những thông tin thời sự trong tỉnh. Ngay sau đây là phần tin trong nước và quốc tế của chương trình thời sự trên này.